con nhà Khoa chào các bác này. Chúc các bác một ngày mới thật nhiều may mắn. Khoai vất vả quá này, vừa cho con bú vừa ăn. Cho Khoai là có người yêu là hàng xóm. Bây giờ sinh ra 1, 2, 3, 4, 5, 6 em nhỏ này. Hôm nay là được các bé được 4 ngày rồi các bạn. Cứng cáp lắm rồi nhưng mà vẫn chưa mở mắt. Đấy. Con chó Khoai này là giống bút đồ các bạn này. Bút đồ to, còn bố của cái em ấy cháu rau này đặt tên là rau nha các bạn. Là giống giống chó như kiểu chó lông xù màu trắng. Dạng dạng như chó Bắc Kinh mà lai rồi các bạn. Con nhà Khoai chào các bác nha. Một lần nữa chúc các bác ngày mới thật nhiều thành công. Sao thế, ăn rồi nghẹn rồi. Ăn vừa nằm vừa ăn nghẹn rồi.